Hello, chào mừng ông bà cô chú, anh chị đã quay trở lại với video hôm nay của Susu TV. Tiếp tục trong video hôm nay, Susu sẽ cập nhật những tin tức mới nhé mọi người. Mới đây thì nam danh ca Mạnh Quỳnh có một dòng status mới. Anh đang cảm thấy mệt mỏi tại Delta Sky bay vòng quanh thế giới từ Âu sang Á suốt 10 ngày qua. Chỉ có sức mạnh của tình yêu âm nhạc, yêu khán giả chân thành mới giúp cho mình vượt qua được tất cả. Giờ thì sập nguồn thật rồi. Về thôi, thèm cái giường quá rồi. Về để kịp cho hai boy nhập học. Mến chúc buôn nhà luôn an nhiên, tịnh tâm và làm việc tốt sau những ngày nghỉ lễ nhé. Luôn yêu mến và trân trọng những tình cảm mà khán thính giả luôn dành cho Mạnh Quỳnh trong những show diễn đầy ấm áp, yêu thương. Hãy thương nhau khi ta còn có thể, kẻo mai này không có để mà thương, Mạnh Quỳnh. Vậy là anh Mạnh Quỳnh đã kết thúc chuyến lưu diễn 10 ngày qua. Và theo anh chia sẻ, bây giờ anh rất là mệt mỏi, rất là mong muốn được chạy ngay về nhà để có thể nghỉ ngơi và chăm sóc cho hai con trai của anh. Và cuối cái lời status này, anh Mạnh Quỳnh có hai câu thơ: Hãy thương nhau khi ta còn có thể, kẻo mai này không có để mà thương. Quả đúng như vậy nha mọi người. Hai câu này rất là đúng nha. Nếu mà chúng ta biết trân trọng những gì chúng ta đang có trong tay của mình, bên cạnh mình, thì hãy trân trọng yêu thương khi còn có thể. Và đối với cuộc sống vô thường này, khi đã mất đi rồi mới thấy nuối tiếc. Đáp lại lời chia sẻ của anh Mạnh Quỳnh thì có rất nhiều fan hâm mộ để lại lời chúc sức khỏe, chúc bình an cũng như khen cho anh Mạnh Quỳnh rất là nhiều. Mệt mỏi quá thì nghỉ ngơi thôi. Chúc Quỳnh thật hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Chúc hai boys năm học mới luôn đạt kết quả cao nhé. Ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe nha anh. Và nhớ lên máy bay ngủ một giấc thật ngon anh nhé. Thương anh lắm. Rất nhiều bình luận của fan hâm mộ thể hiện sự yêu mến Mạnh Quỳnh không hề giảm theo thời gian, và đặc biệt hiện tại các show diễn của anh Mạnh Quỳnh ở bên nước ngoài cũng rất là nhiều nha mọi người. Chỉ tiếc là ở Việt Nam dạo gần đây các show diễn của anh ít hẳn và kéo theo những lùm xùm không đáng có. Đó là thông tin từ ca sĩ Mạnh Quỳnh ở bên Mỹ nha mọi người. Vậy là kết thúc show thì anh cũng tranh thủ bay về nhà để nghỉ ngơi. Còn ở Việt Nam thì tin tức về Phạm Tuyết Nhung. Mới đây thì Tuyết Nhung vừa ra mắt một cái bài hát mới, ca khúc mới, Hoa Lòng Anh Vẫn Tím, sáng tác của ba Mạnh Quỳnh nha mọi người. Bài hát này đã được Tuyết Nhung đi quay MV ở tại Vũng Tàu cách mấy tháng trước đây. Và đặc biệt bài hát này sau 3 ngày ra mắt thì đã đạt hơn 100.000 lượt view nha mọi người, tức là hơn 100.000 lượt xem rồi. Và có rất nhiều bình luận để lại khen ngợi: Tuyết Nhung đẹp gái nè, dễ thương, hát hay nè. Cảm ơn ba Quỳnh tặng con gái rượu, bài hát rất hay ý nghĩa. Chúc cả nhà thưởng thức bài hát mới, ngày lễ vui vẻ ấm áp, hạnh phúc bên gia đình. Và ai nấy cũng đều khen là Tuyết Nhung ngày càng xinh xắn, hát hay, ngọt ngào cũng như thể hiện ca khúc rất là da diết, tình cảm. Bài hát này khó nhưng Tuyết Nhung đã thể hiện rất thành công, xinh đẹp với nét buồn mang mát, giọng ca ngọt ngào, trìu mến, buồn nhẹ nhàng đi vào trái tim người nghe. Chúc mừng Tuyết Nhung, bớt bệnh chưa con, cố gắng giữ gìn sức khỏe, vì con có sức khỏe chắc chắn mới có thể đến được thành công. Rất nhiều những bình luận dưới cái ca khúc mới của Tuyết Nhung mình thấy là khen rất là nhiều nha mọi người. Vậy là sau thành công của ca khúc Xin Anh Đừng Hứa mà ba Quỳnh đã sáng tác riêng dành tặng cho Tuyết Nhung cũng đã đạt mốc triệu view, thì fan hâm mộ tiếp tục mong muốn bài hát này của Tuyết Nhung sẽ cán mốc 1 triệu view trong thời gian sớm nhất, nên đã cùng nhau có thể là cài view cho bé Tuyết Nhung vì lòng yêu mến. Và Tuyết Nhung cũng rất là lễ phép khi có những cái trả lời bình luận cũng như thả tim cho những bình luận của fan hâm mộ đã để lại dưới bài hát của mình. Ba Quỳnh đã chọn mặt gửi vàng quá đúng qua giọng hát mộc mạc của con gái. Mong bài hát Hoa Lòng Anh Vẫn Tím đến gần với người yêu nhạc của Mạnh Quỳnh hơn. Vậy là khán giả đã đồng lòng khen ngợi những sáng tác
mà Mạnh Quỳnh viết tặng cho Tuyết Nhung cũng như là Thiên Ngân đều được các bé thể hiện rất là hay. Kế đến là thông tin vui của ca sĩ trẻ Yuno nha mọi người. Chúc mừng Yuno đã bước vào đêm bán kết Người Kể Chuyện Tình với tổng điểm cao nhất trong 12 tuần thi. Vậy là Yuno là ca sĩ tham gia game show này mà có cái điểm mà tổng 12 tuần thi cao nhất nha mọi người. Vậy là Yuno đã bước vào bán kết rồi. Đêm thi các sáng tác của ca nhạc sĩ Bảo Chấn, ca khúc Chiếc Lá Vô Tình. Cảm ơn các quý ban giám khảo, các anh chị, bạn bè trong ekip đã giúp Yuno hoàn thành tiết mục một cách trọn vẹn nhất. Vậy là khán giả sẽ tiếp tục được xem Yuno tiến sâu hơn vào chương trình Người Kể Chuyện Tình nha mọi người. Và fan hâm mộ sau khi biết được thông tin vui này, tức là cái thành tích của Yuno trong game show này, thì đã để lại rất nhiều bình luận. Rất tuyệt vời luôn em trai, chúc em trở thành quán quân nhé. Chúc mừng Duy, cố lên Duy, vòng chung kết đang chào đón em. Và tin mà Yuno với lại Thiên Ngân cùng cover lại bài hát của ca nhạc sĩ Nan đó mọi người, đó chính là bài Sao Trời Làm Gió. Và hai bài này cũng đã được Duy và Thiên Ngân up lên kênh YouTube cá nhân, cũng đã nhận được rất nhiều lượt view, tức là lượt xem, và khá nhiều bình luận để lại là hai bạn là bản cover về giọng nam hay nhất và về giọng nữ hay nhất. Đó chắc hẳn là một phần nhờ fan hâm mộ ưu ái dành cho các bạn. Nhưng bài hát mà Sao Trời Làm Gió, cả Duy và Ngân đều thể hiện rất là tốt. Và như mọi người biết thì những bài hit của ca sĩ Nan luôn nhận được nhiều bản cover từ các ca nghệ sĩ khác. Và đặc biệt Thiên Ngân với lại Duy cũng đã cover hai bài này và nhận được hiệu ứng rất tốt từ những bình luận của khán giả ở dưới cái ca khúc trong cái kênh YouTube của các bạn, chứng tỏ hai giọng hát này ngày càng được khán giả đón nhận. Số lượt view của Thiên Ngân về bài hát này sau 6 ngày ra mắt đã đạt gần 200.000 view rồi nha mọi người. Và có những bình luận rất là dễ thương. Hay quá bé Ngân, con giống mẹ Phi Nhung các thể loại, nhạc nào con ca cũng hay, luôn ủng hộ con nè. Đây là bản cover hay nhất mà mình đã nghe trong những ngày qua. Thiên Ngân có những chữ nhấn nhá rất mùi, ngọt ngào và truyền cảm. Diễn xuất rất tốt, xem MV mà mình cảm nhận được như em ấy là người từ trong nhân vật. Từ ánh mắt, gương mặt, giọng ca rất có hồn. Vậy là có rất nhiều những bình luận khen Thiên Ngân khi cover lại ca khúc này nha mọi người.